Hí anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của LaptopAZ. Và mình là Duy và đây là Minh. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đi giải đáp những câu hỏi mà anh em đã để lại ở phần comment của số video hỏi đáp trước nhé. Và đến với câu hỏi đầu tiên luôn của bạn Big Friend Channel. Anh ơi, channel mật vốc 2000 sub rồi thì có giveaway gì không ạ? Chúc channel ngày càng phát triển. Giveaway à? Có chứ. Chúng mình sẽ làm giveaway với giải nhất là một thanh RAM 8GB trị giá 800.000 đồng. Giải nhì là thanh SSD Intel 180GB trị giá 500.000 đồng. Và hai giải ba là bộ bát chuột DU EM908 trị giá 400.000 đồng. Về thể lệ của chương trình thì Duy nói đi. Về thể lệ của chương trình thì các bạn có thể để lại ba số ngẫu nhiên ở dưới, không có chỉnh sửa gì cả, chỉ comment một lần thôi. Và bọn mình sẽ lấy kết quả xổ số gần nhất để đối chiếu cho các bạn. Và ai comment được vừa sớm nhất này, lại còn vừa gần với cả kết quả xổ số kiến thiết mình mắc nhất, thì bọn mình sẽ chọn ra là người thứ nhất, người thứ nhì và hai người thứ ba. Ok, đó là thể lệ của chương trình. Rất là hy vọng bọn bạn rủ thật là nhiều người tham gia để giúp anh em trúng được nhiều quà hơn nhá. Ok, và đó là sử dụng kiến thiết miền Bắc hôm nào? Về tuần sau nha anh em nhé, là thứ bảy, tối thứ bảy tuần sau là bọn mình sẽ tổng hợp lại về kết quả của cái chương trình GA này, và bọn mình sẽ làm ở khoảng sáng chủ nhật đúng không? Làm buổi sáng chủ nhật để gửi đến anh em nhé. Và nếu anh em ở từ xa, anh em không có nhận quà tiện được thì có thể quy đổi ra trị giá bằng tiền mặt hoặc là thẻ điện thoại nhé. Ok, đó là chương trình giveaway của LaptopAZ để ăn mừng 2000 sub. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho bọn mình suốt thời gian vừa qua. Ok, và bây giờ câu hỏi tiếp theo của bạn Thiếu Văn Hưng. Em học đồ họa tìm lab dùng lâu dài 18 triệu trở về. Ấy chà, ở đây thì bạn lại không nói rõ là bạn làm mảng nào ở trong phần đồ họa, bởi vì là ngành đồ họa của nó khá là rộng đấy. Nếu như là bạn làm đồ họa kỹ thuật này, kiến trúc hoặc là xây dựng thì bạn sử dụng các dòng máy chạm như là Dell Precision 7510 hoặc là HP ZBook Studio G3 thì rất là phù hợp. Ngoài ra thì nếu như là bạn làm đồ họa về multimedia, thiết kế hình ảnh này thì bạn có thể lựa chọn những dòng Ultrabook như là HP EliteBook, HP 830G6 hoặc là Dell Latitude 7490 là những dòng Ultrabook rất là mỏng nhẹ mà lại còn có màn hình đẹp nữa, rất là phù hợp với bạn. Ngoài ra nếu như bạn sử dụng để làm edit video thì bạn có thể lựa chọn Acer Nitro 5 2020 đi kèm là chip i5 và GTX 1650. Với cấu hình này thì sẽ phù hợp để bạn làm về edit video hơn. Ok, đó là câu trả lời của mình. Câu hỏi thứ ba của bạn Thịnh Phú. Anh ơi, học ngành công nghệ thông tin, dưới 25 triệu xài máy nào lâu dài 4-5 năm, gọn, nhẹ, mát, phím tốt một chút, hiệu năng tốt trong tầm giá, em không chơi game ạ. Với bạn thì bạn không chơi game mà bạn lại còn yêu cầu là hiệu năng tốt, bàn phím tốt thì bạn có thể hoàn toàn lựa chọn những mẫu Ultrabook của ThinkPad như là ThinkPad T490 hoặc là ThinkPad T490S. Ngoài ra thì còn có thể tham khảo thêm cả XPS 9380 nữa. Những dòng này thì thường là những dòng máy của doanh nhân thì nó sẽ rất là bền bỉ và hiệu năng tốt, bàn phím tốt, nhẹ và mát, bạn có thể sử dụng lâu dài. Đặc biệt là ThinkPad thì sẽ có hiệu năng cao với bàn phím tốt bạn nhé. Câu thứ tư của bạn Gura. Chào anh, chúc anh cái phát triển. Cho em hỏi Lenovo Legion 5 bảng Ryzen 7 1650Ti 144Hz sử dụng kem tản nhiệt gì và học 3ds Max, Blender, AI có ổn không? Em chơi Valorant, PUBG là chủ yếu thôi. Máy thì theo mình có thể gọi là mức học tập với những cái phần mềm này thì mình thấy là đủ. Đặc biệt là CPU đơn nhân của Ryzen 7 nó rất là cao. Thế nên là với những cái phần mềm mà bạn vừa kể trên thì chắc chắn là sẽ đáp ứng được đủ. Đặc biệt là 3ds Max hay là Blender sẽ dùng cạc nhiều hơn. Nói chung là với hai cái tựa game như là Valorant và PUBG thì cái chiếc máy này cũng đáp ứng được đủ luôn. Vậy thì cuối cùng là kem tản nhiệt gì cho chiếc máy này? Thì nếu bạn không ngại sử dụng kem tản nhiệt kim loại lỏng thì có thể tham khảo là Thermal Grizzly Conductonaut hoặc là Liquid Ultra. Nếu mà kem gốm và kem không dẫn điện mà để an toàn nhất chúng ta có Thermal Grizzly Kryonaut hay là Thermalright TF Extreme. Thì đó là những sự lựa chọn cho kem tản nhiệt của bạn cho chiếc máy này nhé. Câu hỏi thứ 5 của bạn Quốc Lê. Em học công nghệ tin, có chiếc máy nào dưới 17 triệu để học tập chơi game nặng ngon không ạ? Dưới 17 triệu thì để tìm ra được một chiếc máy mà có thể chơi game nặng ngon thì cũng khá là khó đấy. Thì bạn sẽ cần phải có một chiếc máy mà có cấu hình ăn sổ nhất ở trong tầm tiền. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu với bạn là chiếc Acer Nitro 5 2020 nhưng mà chỉ là line new 99% thôi. Nó sẽ có giá là 17.890.000 đồng. Ngoài ra thì bạn còn có thể tham khảo cả bản Acer Nitro 5 nhưng mà là 2019 i5 đi kèm là GTX 1650 thì cũng sẽ có giá khoảng 16.999.000 đồng. Ok, đó là câu trả lời của mình. Vậy câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 6 của bạn Khang Hà Phúc. Em học bên kỹ thuật ô tô, G14 1650Ti có đáp ứng được 4 năm nữa hay không? Em cũng chỉ chơi một vài tựa game nặng như là PUBG. Xin cảm ơn anh và chúc anh trả lời được nhiều câu hỏi nữa. Về trên trường, Minh chắc là có ngành bách khoa tiếng Nhật của tôi đúng không? Đúng rồi. Tôi chơi mấy ông bên đấy thì mấy ông bảo là học đa phần là về SolidWork. Nhưng mà nhiều người đi làm thì họ cũng dùng cả Siemens, CATIA, Inventor hay thậm chí cả Pro Engineer hay là IDS. Thì có rất là nhiều những cái app như vậy, thì nếu mà mình thấy là nếu chỉ để học thôi thì G14 sẽ đáp ứng được tốt, đặc biệt là chơi được cả game nữa thì rất là tiện. Còn nếu với những cái phần mềm mà như kia, những phần mềm đi làm thì chúng ta sẽ phải build PC hoặc là sử dụng những chiếc máy chạm thì sẽ phù hợp nhất với bản thân của bạn. Nhưng nói chung tổng kết lại, nếu chọn G14 là quá tốt rồi, không có điểm gì để chê cái chiếc máy đấy cả. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Sơn Đỗ. Lap Gaming dưới 20 có chiếc máy nào có webcam, có bảng mật vân tay không các anh? Với cả workstation dùng Core i7 thế hệ thứ 6 thì có thể chơi game ổn cho mấy năm nữa không? Em cảm ơn. Ở trong tầm giá này thì bảo vật vân tay cho máy gaming thì ít có, nhưng mà webcam thì rất là nhiều máy có rồi. Nhưng mà bạn lại muốn lại vừa có webcam mà lại còn vừa có bảo vật vân tay thì lại không có đâu. Nếu như là dưới 20 triệu thì bạn có thể lựa chọn như là Acer Nitro 5 hoặc là TUF A15. Còn workstation thì vẫn có thể xài tốt trong vòng mấy năm nữa. Quan trọng là nhu cầu của bạn là sử dụng máy để làm gì thôi. Ok. Câu hỏi thứ 8 của bạn Luân Doãn. Zephyrus G15R7 và G512i7 chiếc nào ngon hơn, chúc hai anh phát triển ngày càng thành công. Rất là nhiều người hỏi cái câu này rồi nhỉ, G15 hay là G512 thì giá nó khá là xem nhau. Thì như mình đã trả lời rất nhiều câu hỏi trước, đó là G15 thì nó sẽ thiên về tính di động và hiệu năng cao. Còn G512 sẽ thiên về cái sự cày kéo, anh em nào try hard nhiều, chơi game khoảng 7-8 tiếng hay là 9-10 tiếng như mình chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ cần một chiếc máy như G512 để chinh chiến kéo dài, hiệu năng cao các thứ, thì G512 sẽ thiên về sức mạnh cơ bắp hơn. Tổng kết lại thì nó tùy vào cái nhu cầu bạn sử dụng. Còn với mình sẽ chọn Zephyrus G15 tại vì là mình thích sự mỏng nhẹ, mình không muốn laptop gaming của mình nó quá dày và nặng, nó bất tiện trong quá trình sử dụng. Đó là câu trả lời của mình. Câu thứ 9 của bạn là Ninja. Chuyện là em vừa mới tậu được một em lap. Vào check thì em thấy RAM nó share cho card on thì mất 4,2GB. Em xin lời khuyên là có nên tắt card on hay không? Và nếu như mà tắt thì có ảnh hưởng gì không ạ? Em cảm ơn các anh nhiều. Nếu trong máy tính của bạn mà trong cái phần BIOS họ cho phép tắt thì mình nên tắt. Còn nếu mà không có thì mình không khuyên cáo là bạn tắt đâu. Tại vì là lúc đấy là cái card onboard này nó sẽ xuất hiện trên màn hình mà. Nếu tắt đi nó sẽ có ảnh hưởng một chút, cũng có thể là ảnh hưởng nặng. Và ngoài ra thì nếu các bạn không làm về những cái trường hợp như là chơi game Free Fire miễn phí này, hay là PUBG Mobile này, hay là Liên Quân Mobile ở trên laptop chẳng hạn, thì không nên tắt, tại vì là cái công nghệ Hyper-V nó sẽ rất là quan trọng của cái vấn đề chỉnh giả lập như là Nox Player hay là BlueStack. Ngoài ra thì cả bộ phần mềm Adobe, nếu anh em edit video các thứ trên đấy mà tắt card on thì nó khá là bất tiện. Nhưng nói chung là nếu mà nó ăn nhiều RAM, vậy thì mình nghĩ là tắt đi là hợp lý nhất. Câu hỏi thứ 10 của bạn Tí Quạng. Tí Thị Quạng. Cho em hỏi, 168 RTX 2060 Ti á, không phải 2060 Max thôi bạn ạ, thì cái mà mạnh hơn, được mong là được rep và chúc hai kênh phát triển. Tất nhiên là 2060 thì sẽ mạnh hơn rồi, sẽ cho hiệu năng nhỉnh hơn và rất là nhiều tính năng tiện ích hơn nhiều rồi. Như là Ray Tracing hay là DLSS hay rất là nhiều tính năng mà ứng dụng khác mà RTX 2060 có thể mang lại. Ok, đó là câu trả lời của bọn mình. Câu hỏi thứ 11 của bạn Minh Đức Lê. Dưới 20 triệu để học quản lý mạng mà chơi game nên chọn gì ạ? Mà muốn có 120, 144 nữa, nhu cầu sử dụng 4 năm. Mèo Viễn Thông thì mình có học cả quản lý với cái app, mấy cái mạng hay là router các kiểu, thì mình thấy là đa phần những cái app quản lý mạng như là Wireshark, OptiSystem, VMware Network, PTRG, MIB Browser hay là GNS3 thì nó nhẹ hều à. Nhưng mình không biết là học quản lý mạng có học thêm chuyên sâu gì không. Nhưng nói chung là với những chiếc laptop gaming tần số quét cao, có màn hình tần số quét cao như là TUF A15 này, RG 531 này, hay là EVO Gaming 15 này, thì cấu hình này nó rất là đủ để anh em học tập và làm việc trên trường rồi, nó dư sức luôn đấy. Và với cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ lấy chiếc EVO Gaming 15, tại vì là cấu hình ngon, màn hình đẹp, tính di động cũng tốt nữa. Câu 12 của bạn Tâm Hoàng. Em chưa biết gì về công nghệ, anh cho em hỏi có khoảng 15 triệu mua chiếc laptop vừa học văn bản, đồ họa, chơi game một tí xíu, anh cho em hỏi ý kiến. Với yêu cầu của bạn là dưới 15 triệu và dùng để mà vừa học văn phòng mà lại còn vừa làm đồ họa đúng không, thì bạn có thể lựa chọn những chiếc máy mỏng nhẹ như là Dell Latitude 7480 này, ThinkPad T470 hoặc là HP EliteBook. Những cái chiếc máy này thì sẽ có thiết kế di động, gọn nhẹ và pin trâu, rất là phù hợp cho những bạn nào mà học về văn phòng, làm về Excel các thứ. Ngoài ra thì những chiếc máy này sẽ có màn hình có độ phổ màu khá tốt, đủ để cho bạn học làm đồ họa. Ngoài ra thì vẫn có thể để cho bạn chơi game giải trí một xíu, nhưng mà những game cơ bản thôi. Nếu như mà bạn muốn chơi những game nặng hơn thì bạn sẽ phải chọn những chiếc laptop gaming, ví dụ như kiểu là Dell 7567 hoặc là 5577. Ok. Câu hỏi thứ 13 đến từ bạn Nhật Anh Lê Nguyễn: chào anh, em học ngành kỹ thuật điện, sử dụng đồ họa cũng khá nhiều. Em có chơi một vài game như là PUBG hoặc là COD Warzone, LOL thì không biết môn máy nào học ok nhất ạ? Tầm 27 triệu đổ lại. Em có tham khảo mẫu Lenovo Legion 5 hoặc là ROG G512 và Zephyrus G14. Mong hai anh tư vấn cho em ạ. Chúc hai anh nhiều sức khỏe và chúc kênh anh ngày càng phát triển. Theo nhu cầu của bạn thì mình thấy là bạn có học ngành kỹ thuật điện này, sử dụng đồ họa nhiều này, chơi game cũng có lẽ là nhiều hơn này. Thì ba mẫu máy thì mình thấy là nếu mà dùng nặng nhiều thì G2 và Legion 5 sẽ là lựa chọn. Còn nếu bạn muốn máy nhẹ nhàng, tình cảm, mang đi mang lại nó dễ dàng, cùng với đó là màn hình đẹp nữa thì G14 chắc chắn là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Và cá nhân mình thấy là nếu với nhu cầu của bạn mà thiên về làm những cái thứ mà nặng nề nhiều hơn, phải chạy lâu, chạy trong thời gian dài, thì có lẽ là mình sẽ lấy Lenovo Legion 5 bản Ryzen 7. Vì mạnh, mát và nhìn nó cũng rất là đẹp, với cá nhân cảm quan mình thấy. Vì hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ tìm được mẫu máy phù hợp nhất bản thân nhé. Câu 14 của bạn Hoàng Bá Thanh: anh ơi, chip Ryzen học đa phương tiện tốt không ạ? Em đang hướng đến Zephyrus G14 4600HS. Nếu chip Intel thì em chỉ thấy XPS 15 nhưng mà giá hơi cao ạ, tầm 20 đến 25 triệu. Anh có máy nào đáp ứng đúng nhu cầu của em, nhẹ, dễ di chuyển, phủ máu tốt ạ? G14 thì này mình thấy là khá là ngon để học. Nếu mà học đa phương tiện, truyền thông đa phương tiện thì ở trường mình cũng khá nhiều bạn học truyền thông đa phương tiện, multimedia ấy, thì mình thấy G14 cũng khá là ngon, màn hình đẹp. Còn nếu bạn muốn lấy Intel để tận dụng tốt về những công nghệ mà Intel mang lại cho bộ phận mềm của Adobe hay là những bộ phận mềm làm đồ họa truyền thông, thì mình thấy là EVO Gaming 15 đang là sự lựa chọn khá đáng cân nhắc. Tại vì là chiếc máy này vừa có màn đẹp này nhưng vẫn đảm bảo được tính di động gọn nhẹ cùng hiệu năng cao là Core i7 với cả một cặp đồ họa 660 Ti. Mức giá 23-24 triệu là quá đẹp luôn đấy. Ok, đó là câu trả lời của mình, EVO Gaming 15 nhé. Câu 15 của bạn Tú Lai cho em hỏi là chế độ Hybrid Mode trên Lenovo Legion 5 đã được fix lỗi chưa? Bây giờ nên bật hay không nên bật chế độ đó ạ? Câu trả lời của mình tiếp theo cho bạn Tú Lai là bạn có thể thử update BIOS của Lenovo Legion 5 trên trang chủ của hãng để sử dụng tính năng này, và mình nghĩ là tính năng này cũng sẽ khá hữu ích với nhiều bạn mà cần có pin cao hơn một chút hay pin trâu một chút. Nhưng mà nếu mà update BIOS xong mà sử dụng vẫn không được, tốt nhất là tắt luôn cả on trong BIOS đi và không sử dụng nữa. Mình nghĩ để một cái chế độ cũng không quá là cần cấp thiết cho nhiều anh em nào sử dụng laptop gaming đâu. Và đó là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và nếu anh em có những câu hỏi gì, những băn khoăn gì có thể comment dưới phần bình luận, và đừng quên là tham gia chương trình giveaway ăn mừng 2000 sub của mình, thay vì là đi ngồi xem người ta ăn mì cay khổng lồ, đúng không? Ok, vậy thì nếu anh em có những video, nếu anh em có thắc mắc hay câu hỏi gì thì hoàn toàn có thể comment ở dưới phần bình luận để chúng mình giải đáp trong số tiếp theo nhé. Anh em cũng đừng quên là áp dụng mã giảm giá AZ300, giảm trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ máy nào mua tại cửa hàng Laptop AZ. Cảm ơn anh em đã xem đến đoạn cuối này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Hoàng Duy. Mình là Duy và đây là Minh. Ok, bye bye.